Tổng Trọng đã thành công trong việc vô hiệu hóa Tô Lâm như thế nào? Hội nghị Trung ương lần thứ 9 khóa 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam có nhiệm vụ bầu chọn các nhân sự chủ chốt. Đây được cho là việc khắc phục hậu quả sau vụ nổi loạn của Tô Lâm và ban lãnh đạo của Bộ Công an trong việc lạm dụng quyền lực chống tham nhũng để loại bỏ một lượng không nhỏ cán bộ cấp cao nhất của Đảng. Đó là lý do vì sao nhiều ý kiến cho rằng mục tiêu cao nhất của Hội nghị Trung ương lần thứ 9 là phải đẩy Tô Lâm ra khỏi chiếc ghế của Bộ Công an đầy quyền lực bằng mọi giá. Vào ngày 18 tháng 5, khi Hội nghị Trung ương 9 bế mạc, truyền thông nhà nước ngay lập tức đưa tin, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh Ban chấp hành Trung ương đã thống nhất cao về phương án kiện toàn chức danh Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội giới thiệu với Quốc hội xem xét quyết định tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 20 tháng 5 năm 2024. Phát biểu của ông Trọng chứng minh điều vừa kể trên. Theo giới phân tích, ông Tô Lâm đã loại bỏ hàng loạt đối thủ là những viên tiềm năng kế nhiệm chức Tổng Bí thư khi ông Trọng rút lui. Việc này khiến các ông bà như Võ Văn Thưởng, ông Vương Đình Huệ và bà Trương Thị Mai nằm trong mục tiêu loại bỏ của Tô Lâm trong nỗ lực chiếm lấy chiếc ghế Tổng Bí thư một cách sớm nhất. Không loại trừ khả năng ông Tô Lâm sẽ loại bỏ cả Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn theo kịch bản bắt trợ lý buộc cấp trên phải từ chức mà Vương Đình Huệ đã mắc phải. Đây là biện pháp nhanh nhất buộc ông Trọng phải rút lui, không thể thoái thác được. Lúc đó, Bộ trưởng Tô Lâm sẽ chớp cơ hội để chiếm lấy chiếc ghế Tổng Bí thư siêu quyền lực và trở thành ông trùm của Đảng Cộng sản Việt Nam. Dẫu rằng Tô Lâm, một chính khách Việt Nam, được đánh giá là có quyền lực vô đối, với lợi thế là một kho tàng thư, đầy đủ các tội trạng, những chuyện nhúng chàm của tất cả các quan chức lãnh đạo, từ cấp cao đến cấp trung, đây vừa là thế mạnh nhưng cũng trở thành một điểm yếu của Tô Lâm. Yếu điểm trầm trọng của Bộ trưởng Công an Tô Lâm là ỷ thế nên đã quá lạm quyền. Ông ta luôn tìm mọi cách để bành trướng thế lực tại Bộ Công an một cách quá mức và khiến cho các ủy viên Bộ Chính trị cũng như ủy viên Trung ương Đảng rất khó chịu và lo sợ. Do đó, đa số các lãnh đạo cấp cao ngoài mặt thì tỏ ra kiêng dè nhưng bên trong họ vẫn tìm cách hợp với nhau lại để chống lại Bộ trưởng Công an. Mục tiêu cao nhất của họ là cùng nhau đánh bật Tô Lâm ra khỏi chiếc ghế Bộ trưởng đầy quyền lực. Điều đó đã khiến cho Tô Lâm không nhận được sự ủng hộ của số đông thành viên Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng cũng như một số đông đại biểu Quốc hội. Trong đợt bỏ phiếu tín nhiệm đối với lãnh đạo nhà nước, ông Tô Lâm đã đội sổ trong danh sách 6 ủy viên Bộ Chính trị được Quốc hội bầu và phê chuẩn. Cho nên, thế mạnh của Tô Lâm được đánh giá là nằm ở thực quyền, chứ không phải do phe cánh mang lại. Việc Tô Lâm phải thất bại trong cuộc đối đầu với Tổng Bí thư là lẽ tất yếu. Điều đáng nói là Tổng Trọng, các đồng chí thân cận của ông ta đã hoàn toàn bất ngờ trước cái thái độ của Tô Lâm, được cho là vuốt mặt không nể mũi bất kỳ ai, kể cả ban lãnh đạo Bắc Kinh. Vì thế mới có những tình huống nước sôi lửa bỏng đến mức lò lửa trong cuộc tấn công của Tô Lâm đã suýt xém dầu bạc trọng. Rất may, trận chiến cuối cùng của Bộ Công an vào hang ổ của Tổng Bí thư đã bị chặn đứng vì một nghị quyết tập thể của Bộ Chính trị đã ép Tô Lâm buộc phải ngồi trước ghế Chủ tịch nước, đồng thời chặn đứng sự thao túng quyền lực của ông tại Bộ Công an, nghĩa là phải nhốt Tô Lâm vào trong chiếc lồng quyền lực. Với kinh nghiệm lão luyện của một ông già tuổi đã ngoại 80, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được ví là một con cáo già đã thành tinh, nhanh chóng hóa giải và hôi vôi hóa thành công Tô Lâm. Kết quả ông Tô Lâm buộc phải rời ghế Bộ trưởng Công an để sang ngồi ghế Chủ tịch nước đầy rủi ro và có dớp rất xấu, đặc biệt nhìn gương những người tiền nhiệm trước đó. Việc đẩy Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm vào ghế Chủ tịch nước là một chiếc ghế với chức năng mang tính lễ nghi, đại diện cho nhà nước Việt Nam trong công tác đối ngoại, là việc làm có chủ đích. Bởi trong những năm gần đây, Tổng Trọng hầu như chủ động trong việc đón tiếp, đàm phán và thảo luận với các chính khách quốc tế trên cương vị lãnh đạo cấp cao nhất của Đảng và nhà nước Việt Nam. Đây sẽ là một trở ngại và có thể nói Tổng Trọng sẽ giám sát mọi hoạt động của Chủ tịch nước Tô Lâm, tiến tới sẽ vô hiệu hóa triệt để ông trùm an ninh và mật vụ khét tiếng một thời. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Tổng Trọng đã thành công trong việc vô hiệu hóa Tô Lâm như thế nào. Tô Đại đã để vụt mất chiến thắng trước Tổng Trọng trong gang tấc như thế nào? Hội nghị Trung ương lần thứ 9 của Đảng Cộng sản Việt Nam kết thúc sáng ngày 18 tháng 5 theo lịch trình sắp xếp với thời gian 3 ngày trong bối cảnh cuộc chiến quyền lực trên thượng tầng lãnh đạo cấp cao có dấu hiệu cho thấy
phe Tổng Trọng đã lật ngược được thế cờ, đẩy Bộ trưởng Tô Lâm vào thế bị động. Theo giới quan sát, nhiều tháng qua, ông Tô Lâm và lãnh đạo của Bộ Công an đã lợi dụng chủ trương chống tham nhũng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, để mà hạ bệ hàng loạt lãnh đạo cấp cao trong Đảng. Đáng chú ý, bà Trương Thị Mai, một chính khách nữ nổi tiếng về điều cho là sạch sẽ nhất, thì cũng bất ngờ chủ động xin từ chức và được Ban Chấp hành Trung ương Đảng chuẩn thuận trong ngày khai mạc của Hội nghị Trung ương lần thứ 9, nên sau đó đã không còn thấy bà xuất hiện những ngày tiếp theo. Như vậy thì trong vòng chưa đầy 2 tháng đã có liên tiếp 3 trên tổng số 5 lãnh đạo cấp cao nhất của Đảng lần lượt khăn gói ra đi với tội danh tham nhũng. Theo giới quan sát, nhân vật kế tiếp sau bà Mai sẽ bị Bộ Công an giờ tiếp khả năng sẽ là Tổng Trọng, chứ không phải ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ. Một câu hỏi đặt ra là tại sao Bộ trưởng Tô Lâm và ban lãnh đạo Bộ Công an đang ở thế mạnh như trẻ tre trước đó, bỗng nhiên bị lật ngược thế cờ nhanh chóng, từ đỉnh cao về tới vực sâu. Có một điều cần khẳng định, đó là sự góp mặt của các tướng lĩnh Bộ Quốc phòng như Lương Cường và Phan Văn Giang đã giúp cho ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhanh chóng xoay chuyển tình thế là điều ai cũng biết. Có dấu hiệu rõ ràng cho thấy một loạt hồ sơ về các sai phạm của Bộ trưởng Tô Lâm và công ty Xuân Cầu Holding, là công ty gia đình của Tô Lâm với quy mô khổng lồ, đã bị Bộ Quốc phòng điều tra và xử lý. Trước đó, theo giới phân tích, nếu công ty Xuân Cầu Holding của ông Tô Dũng, em trai ông Tô Lâm mà bị quân đội điều tra, thì đây chính là mối hiểm họa tiềm ẩn rất lớn với sự nghiệp chính trị của ông Tô Lâm. Nhiều chuyện có thể diễn ra và ông Tô Lâm có thể mắc đúng vào thứ mà ông vẫn hay tấn công các đồng đội của ông. Theo nguồn tin từ Thời báo .d mới đây còn tiết lộ, có một công ty rất lớn của tập đoàn Xuân Cầu ở Tây Ninh, vốn là địa bàn chính trị cũ của ông Trần Lưu Quang, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và Bí thư Thành ủy Hải Phòng. Vào năm 1994, ông Trần Lưu Quang mới bắt đầu làm chuyên viên của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh. Ông gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 1997. Từ đó ông Quang thăng tiến rất nhanh vì có quan hệ mang tính gia đình với nhà Tô Lâm. Theo đó, bố của ông Trần Lưu Quang trước đây là cận vệ trong Tô Quyền, một lãnh đạo an ninh của Trung ương Cục miền Nam. Bố của Tô Lâm, trong thời gian ông Tô Quyền hoạt động ở địa bàn Tây Ninh, nên hai gia đình có ơn nghĩa với nhau. Quan trọng hơn, theo giới thạo tin, sự thất bại của Tô Lâm là do quá chủ quan, khinh địch. Lẽ ra, theo chủ ý của Bộ Tổng Bộ Tham mưu riêng của Tô Lâm do tướng Nguyễn Văn Hưởng cầm đầu, thì trước khi buộc bà Mai phải chủ động xin từ chức, thì Bộ Công an phải lật lại hồ sơ về những sai phạm của trợ lý Tổng Bí thư, ông Hồ Mẫu Ngoạt. Cách làm này theo đúng kịch bản bắt trợ lý để buộc thủ trưởng phải từ chức. Móng Tô Lâm rất thành thạo. Dư luận và giới thạo tin cho rằng trợ lý của Tổng Trọng, ông Hồ Mẫu Ngoạt là một trùm chuyên buôn vua và chạy án tham nhũng. Đó là lý do vì sao trong công tác nhân sự của Tổng Trọng có rất nhiều ủy viên Trung ương khóa trước đã bị hay đang chờ kỷ luật, mà đến đại hội Đảng khóa sau vẫn được Tổng Trọng đưa vào cơ cấu để trở thành ủy viên Trung ương Đảng, thậm chí liên tiếp ủy viên Bộ Chính trị là vì như vậy. Cũng xin nhắc lại, theo Thời báo .d đưa tin vào tháng 9 năm 2020, một ủy viên Trung ương phụ trách công tác bảo vệ chính trị nội bộ đã chủ động gặp và yêu cầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải cho trợ lý Hồ Mẫu Ngoạt nghỉ hưu ngay lập tức, nếu không sẽ chuyển hồ sơ cho các cơ quan chức năng xử lý bằng pháp luật. Chỉ sau đúng 2 tuần, Hồ Mẫu Ngoạt lặng lẽ khăn gói quảng bước về hưu. Sau đại hội lần thứ 12, Hồ Mẫu Ngoạt không trúng ủy viên Trung ương Đảng. Theo quy định, ông không đủ tiêu chuẩn đảm trách chức vụ trợ lý Tổng Bí thư. Nhưng ông Tổng Trọng bất chấp quy định vẫn để cho Hồ Mẫu Ngoạt tiếp tục làm trợ lý của mình. Và thế là ông Ngoạt lại tiếp tục làm mưa làm gió. Đó là lý do khiến người ta tiếc cho ông Bộ trưởng Tô Lâm chỉ vì một phút lơ là làm hỏng đại sự và bỏ lỡ cơ hội trở thành Tổng Bí thư, là người có quyền lực cao nhất ở Việt Nam. Quý vị và các bạn phải theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin Tô Đại đã để vượt mất chiến thắng trước Tổng Trọng trong gang tấc như thế nào. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.